Thưa quý vị, một con số đáng báo động khi có đến 16.000 container phế liệu nhập khẩu hiện đang tồn ở khắp các cảng Việt Nam. Cách đây hơn 2 tuần thì con số này mới ở mức 12.000. Điều này cho thấy là phế liệu nhập khẩu đang được nhập về Việt Nam tăng vọt một cách bất thường, chiếm dụng một diện tích lớn các cầu cảng bến bãi, làm chậm lưu thông hàng hóa, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói hơn là để nhập khẩu được phế liệu hay thậm chí là rác thải về Việt Nam thì không ít doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn vi phạm pháp luật, còn hệ thống kiểm soát của cơ quan quản lý cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Chiều tối ngày 28 tháng 8, nhóm phóng viên đã tiếp cận được hai chiếc container phế liệu khi xe bắt đầu rời cảng Hải Phòng. Dữ liệu hành trình cho thấy hai chiếc xe container này đi theo hai hướng khác nhau, nhưng cuối cùng đều theo quốc lộ 18 tiến về phía cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh. Không biết từ bao giờ, cụm công nghiệp Phú Lâm đã trở thành một nhà máy tái chế phế liệu khổng lồ. Mỗi ngày có tới hàng chục xe container ra vào bốc rỡ phế liệu. Theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hai chiếc container này thuộc sở hữu của công ty cổ phần giấy Vạn Điểm, có địa chỉ đăng ký sản xuất phế liệu tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo quy định hiện hành, việc tái chế, sản xuất phế liệu nhập khẩu chỉ được thực hiện tại địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký. Vậy tại sao hai container này lại không về Phú Xuyên, Hà Nội mà lại về Tiên Du, Bắc Ninh? Không chỉ hành trình của các container phế liệu nhập khẩu mang đầy nghi vấn, mà việc giám định chất lượng của phế liệu nhập khẩu cũng không phải là không có vấn đề. Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, cơ quan hải quan đã phát hiện 38 lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Trong đó, không ít lô hàng đã được các tổ chức giám định do Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định. Kết luận là đạt, nhưng kết quả kiểm tra của hải quan lại là không đạt. Chúng ta hoàn toàn có quyền là nghi vấn về cái việc là chứng thư đấy nó có thực hiện. Các đơn vị giám định đấy đã thực hiện hết cái chức năng nhiệm vụ ấy chưa? Hay là đây là một cái việc mà kiểm tra và cấp phép nó chưa đúng quy định? Cũng có một số cái lô hàng là hải quan giám định là nó vượt so với quy chuẩn cho phép. Thì cái việc này thì để giám định lại để chúng ta có cái sau này đánh giá lại để đưa ra một cái gọi là lời giải đó thống nhất và chính xác. Trong khi cơ quan chức năng còn chưa thống nhất về việc giám định, thì không ít doanh nghiệp đã nhanh chân dùng đủ chiêu trò để nhập khẩu phế liệu. Lô hàng này có trọng lượng hơn 50 tấn, nhưng doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh ở Ninh Bình chỉ kê khai có 32 tấn. Chưa kể, khi mở ra thì toàn bộ đều là ni lông dính đầy dầu mỡ, là rác thải chứ không phải là phế liệu nhựa như trong tờ khai. Tình trạng kê khai sai không phải là hiếm, nhưng liều lĩnh và tinh vi hơn, có doanh nghiệp còn tẩy xóa, làm giả cả hồ sơ nhập khẩu. Giấy xác nhận đủ điều kiện về môi trường thì đến hết thời hạn thì người ta lại sửa chữa tẩy xóa để người ta kéo dài ra. Tháng 7 vừa qua, cơ quan hải quan đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Đạt cũng ở tỉnh Ninh Bình làm giả giấy phép nhập khẩu và 156 văn bản các loại để hợp pháp hóa cho 13.000 tấn phế liệu trị giá 35 tỷ đồng nhập khẩu vào Việt Nam. Cách đây hơn một tuần, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 giám đốc và nhân viên của hai công ty có hành vi nhập khẩu trái phép phế liệu, rác thải vào Việt Nam, đưa tổng số vụ khởi tố liên quan đến phế liệu nhập khẩu lên 5 vụ tính đến thời điểm này. Nhằm giải quyết một cách triệt để các bất cập trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo các Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện việc nhập khẩu phế liệu. Việc thanh tra sẽ không bỏ sót một đơn vị, cá nhân nào, thậm chí cả Tổng cục Môi trường và 10 sở tài nguyên và môi trường các tỉnh cũng nằm trong danh sách bị thanh tra. Đây là động thái quyết liệt của chính phủ nhằm ngăn chặn ngay tình trạng doanh nghiệp mang rác thải vào Việt Nam để trục lợi và gây ô nhiễm môi trường.